Dạ con nhờ dì nói giúp con với vợ con là Quyên á, cho con được về nhà. Hôm qua đó con ở, con không ở đây mất công làm phiền dì với chú Lễ. Được đó, con tính vậy cũng được á. Thôi được rồi, để dì con, dì sẽ qua gặp Quyên rồi nói giùm cho con một tiếng được không? Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm. Bỏ chú. Thôi để dì vô nha. Kỳ lắm. Bây giờ hả, ổng mà thấy dì mà nói chuyện với con với thằng Tài là ổng cứ sợ là mình tổ chức cuộc nhậu đó. Ổng sợ vậy hoài à. Để dì vô nha. Dì vô. Thằng Tài đi làm suốt ngày chứ đâu có ở nhà đâu con. Dạ không, con đâu có hỏi anh Tài. Ê, con qua là con tìm gì á? Nếu mà con tìm gì á thì dì nó sẽ học với con nha. Dạ. Nhà của dì á tuy là không có đông người nhưng mà cũng nhỏ lắm, rồi tụi nó có ở đây đi ra đi vô nhiều cái cũng phiền phức lắm đó con. Vợ chồng mà cũng phải có lúc bất đồng với nhau, mình nhịn đi chứ không mình mà nói nóng lên là hư bột hư đường hết á. Bây giờ dì đã nói vậy chắc con cũng thông qua rồi chứ gì. Dì xin lỗi nha, dì đi công chuyện nha. Nè, đi công chuyện là cái chuyện của dì, còn quan trọng là cái chuyện của con nè. Ngồi chút xíu luôn đi, chị em bạn gái mình tâm sự đi. Chuyện nhà con nhiều cái nó lại lội lắm. Dì nói thật nha, dì phải đi gặp ông Kiều để giải quyết một chuyện rất là quan trọng. Nếu mà ngồi nói chuyện với con ở đây hoài đó hả, là ông Lễ biết được là dì khó đi lắm nha. Bác Lễ. Cháu Lễ mới qua. Dạ. Chào cháu. Dạ. Tôi phải lên phường. Tại trên phường có cuộc thi tổ trưởng gương mẫu của khu phố. Vậy hả? Mà tôi ngại quá, nếu liên quan là phải nhậu nhẹt này kia, chắc phải tối tôi mới về. Mình cứ thoải mái đi. Không có gì hạnh phúc bằng người vợ hiểu chồng. Dạ. Không có cái gì mà sung sướng bằng mình có một cái hậu phương vững chắc. Dạ. Để anh lo tiền tuyến. Bye. Không sai, không về. Bye. Đúng rồi, chỉ là còn thời gian hai chị em mình tâm sự. Trời ơi, tâm sự gì cũng biết nữa. Con chuyện nhà con. Chuyện nhà con chưa giải quyết mà. Sao kỳ vậy? Biết tôi đi xa, bà mừng lắm. Chờ xem. Tôi biết ngay mà. Tôi vừa đi là bả đi liền. Khi này đi bả có hậu thuẫn nữa chứ. Anh tới nhà em. Đứng trước cổng. Rồi đứng trước cổng. Nhưng đừng bấm chuông nghe. Nghe gì kỳ trời. Hãy nhìn thẳng vô nhà em. Rồi nhìn thẳng nè. Rồi sao nữa? Rồi đằng sau quay. Đằng sau quay. Rồi anh đi tiếp qua nhà đối diện. Bấm chuông. Sẽ có điều bất ngờ dành cho anh. Nhà làm gì có cái chuông nào? Ủa họ cửa mở họ vô thử coi. Nhờ có Trâm và Lệ mà dì biết ra được một sự thật. Dạ con cảm ơn dì Hạnh nhiều lắm luôn á. Sao lại cảm ơn dì Hạnh chứ? Nhờ tôi hả đột nhập vô nhà của Quyên cho nên á mới biết được chiếc vòng. Thật ra trong chuyện này công tôi lớn nhất đó nha. Đúng rồi. Cảm ơn luôn là Lệ với lại Trâm luôn. Quyên ơi, con có biết không? Bữa nay mà cậu gặp cháu gì là cậu vui lắm luôn á. Dạ. Một cái điều nữa con cũng nên biết,
dì Hạnh con á là người tình xưa của cậu đó. Ôi. Chính cậu đã gửi cho dì Hạnh cái vòng hôn ước này nè. Lãng mạn quá à. Vậy là hai người là tình cũ. Ôi. Anh ấy tên là Triều. Ừ. Là một người đàn ông có vốn sống rất là nhiều. Ừ. Đã từng trải đời mà. Con cứ tâm sự với anh ấy đi. Biết đâu anh ấy sẽ có những cái chia sẻ và những góp ý còn hay hơn gì nữa đó. Đây là một người rất là biết điều. Ừ, vậy hả? Đúng rồi đó. Chào cậu Triều. Ừ. Nhưng mà con không thích nói nhiều. Ủa? Nhà. Trời. Ngộ thế. Cảm ơn em. Ôi. Lúc nào em cũng nghĩ tốt vậy anh. Anh cảm ơn em nhiều lắm nha. Ôi trời ơi con kìa. Cảm ơn không vậy đó. Ôi kìa. Tốt. Đàn ông tốt mà hốt vợ người ta. Tay trong tay, mắt kìm trong ánh mắt. Hai người dạt vào tình cảm quá ha. Cũng tại chiếc vòng này. Vòng hôn ước hả? Đúng rồi. Tôi đập nó. Chú là cái chiếc vòng này. Chiếc vòng này là của. Nè. Ông à, ông bình tĩnh lại đi. Cho tôi xin đi. Đây, tôi nói cho ông nghe. Tôi giải thích cho ông biết. Dạ. Hai chiếc vòng này á, thật sự á, là của... Của ông nội tôi cũng đập nữa. Quá đáng nha. Ông, cà chớn nhà là tôi xả láng với sáng về sớm với ông luôn nha. Sao ông đừng có tưởng là tôi hiền nha. Không hề hiền nha. Tôi đến đây với mục đích gì ông biết không? Mục đích gì? Mục đích là nối lại tình xưa với Hạnh. Đây là người tình cũ của tôi ngày nay xưa. Hiểu chưa? Trời ơi, anh Triều. Sao anh nói thẳng thừng vậy? Cái gì đi? Cái gì cười? Chú đang khóc hay đang cười vậy? Có ai mà bị ta cướp vợ mà cười không? Dạ. Tôi đau. Đau là tại sao tôi tới đây tôi chưa đánh ghen người ta. Bằng chồng bé nó quánh tôi. Rồi con vợ tôi nó còn chấp nhận nối lại tình xưa nữa. Mệt quá. Hạnh, đi đâu vậy Hạnh? Hạnh ơi. Hạnh. Vợ tôi. Dì Hạnh ơi, dì Hạnh ơi, có nhà không? Con tới rồi nè. Chào dì. Ủa Lệ. Sái ca. Nắng quá. Hả, rồi Lệ không che hả? Sao đâu. Lệ che đi. Dễ thương quá. Sái ca. Chị gì hả? Sái ca có thấy ông Tài. Không phải, thấy dì Hạnh hay là chú Lễ không vậy? Mọi chuyện đang căng dữ lắm. Làm sao? Bây giờ tôi đang nhờ dì Hạnh giúp tôi năn nỉ Quyên nè, mà không biết được hay không nữa. Cái chuyện nhà Sái ca hả? Đúng trời rồi. Ơi, cái chuyện đem chứng kiến rồi nè, từ đầu đến vui lắm. Chứng kiến hả? Ờ. Vậy kể cho tôi nghe đi. Sao Quyên chịu tha thứ cho tôi không? Hết giận tôi chưa? Vậy nè. Cái vụ là Sái ca biết hả? Cái lúc á mà dì Hạnh á nha nói chuyện với Quyên là hình như là tính nói chuyện về Sói ca đó. Cái tự nhiên lúc đó ha, chú Lễ bước vô, chỗ chú Lễ quậy tánh mạnh á, nó không nói gì được luôn. Trời ơi, vậy là chết tôi rồi. Ngay cái nước dầu sôi lửa bỏng như vậy mà chú Lễ nói gì là chết tôi rồi. Cái rủi á nó có cái mai, có thể là Sói ca chưa được về nhà nhưng mà vợ của Sói ca đó tìm được ông cậu ruột. Trời ơi, hai người gặp nhau tình cảm lắm, thâm thiết lắm. Nhưng mà vui nhất con cái á là ông cậu ruột á lại là tình cổ của dì Hạnh. Tình cổ là sao? Là tình cũ á, đồ cũ là đồ cổ á. Hiểu. Đó, gặp lại tình cổ nó nói chung rối lắm mà vui nè. Có một cơ hội mới mở ra rồi. Là sao? Là tôi có thể nhờ tình cổ của dì Hạnh để giúp năn nỉ Quyên. Mấy bữa nay tôi thấy bà rù rì với thằng Vũ là tôi nghi lắm mà. Nó ở đây nó làm gián điệp, nó làm tay trong để cho bà với ai kia gặp bên nhà nó. Hả? Đau. Nè, cái câu chuyện vừa xảy ra là có con phải không? Dạ. Giải thích cho ông hiểu. Dạ, bình tĩnh.
Giải thích. Dạ, đây, bắt lễ, bình tĩnh lại ha. Hôm bữa con là cái người mà chứng kiến sự việc là khi mà dì Hạnh qua nhà của Vũ, đó, con chạy theo, đó, và con gặp mọi người, con chứng kiến hết từ đầu đến đuôi. Sau đó con đi về, mặc dù chú xuất hiện, nhưng mà con cũng biết mọi chuyện luôn. Ừ. Và con khẳng định, những cái điều mà dì Hạnh nói từ nãy giờ là hoàn toàn chính xác, dì Hạnh vô tội. Bây nói vậy làm sao? Dạ. Vô tội hả? À? Hai người tay trong tay, hai cái dòng nè. Dạ. Dì Hạnh cũng phải thông cảm cho chồng mình. Với tư cách là một người cha, một người chồng, một người có đám cưới đàng hoàng thì đúng. Vậy mà bị tình địch của ổng xỉ vả vô mặt ổng, nói rằng ổng sẽ dẫn bồ cũ của ổng đi. Cho nên chú buồn là phải rồi. Bởi vì con thấy trong cái chuyện này chú ghen là đốt. Nè, dạ. Con ở phe nào? Dạ không phe nào hết á. Sao kỳ cục vậy? Bên đây con không nói đúng rồi, bên đây con nói đúng. Tóm lại là sao? Đâu có sao, là tại vì vậy nè, tại vì con đáng thương lắm. Con thường xuyên bị tình mới của ông Tài tấn công liên tục. Cho nên á, con có kinh nghiệm về cái khoản đó. Còn con chưa được dịp bị tình cũ dí thăm. Cho nên trong cái chuyện này con hoàn toàn không biết. Trời ơi, chết quá. Dạ. Ra khỏi nhà. Dạ, chết ngay à, chuẩn bị đuổi.